Rồi, xong chưa ạ? Các bạn lưu ý nhé, các bạn ghi này. Đó có phần kiến thức quan trọng là các bạn ghi cho cô phần review, phần kiến thức grammar. Đấy, phần ngữ pháp quan trọng, grammar. Đấy, trong sử dụng trong in use. Cái phần là kiến thức quan trọng. Để ta giữ bảng cho cô. Rồi, ok các em. Các bạn ghi thứ ngày tháng học rồi nhá. Rồi, grammar in use, các bạn ghi cho cô một nhỏ. Đây, các bạn ghi cho cô câu điều kiện. Đây, trong chương trình học của bạn thì thực ra ấy, trong tất cả tiếng Anh thì với câu điều kiện nó chỉ có 3 loại câu nữa. Nó có điều kiện loại 1. Đấy, các bạn ghi này, điều kiện loại 0 nữa các cô, hôm sau cô còn học cho các bạn điều kiện loại 0. Đấy, chưa ít các bạn trừ khi các bạn đóng đội tuyển mới được học điều kiện loại 0, nhưng cô Duyên dạy cả điều kiện loại 0 cho lớp mình luôn. Đấy, loại 0, điều kiện loại 1. Xong mới đến điều kiện loại 1 các bạn cứ ghi đi. Một, xong lại điều kiện loại mấy? Kiện loại 2. Cái này cô dạy lớp mình chưa nhỉ? Rồi, và điều kiện loại 3. Đấy, nhưng trong trường hợp của các bạn đấy, ở chương trình lớp 6, lớp 7 thì các bạn sẽ dừng lại cho cô ở điều kiện loại 1, loại 2 đã, nhớ chưa? Đã học giỏi rồi thì cô sẽ dạy tiếp thêm cái loại 0 và loại 3. Đấy, và ngày hôm nay trong cái đề này thì cô muốn tập trung cho các bạn về phần điều kiện loại 1 đã. Nha. Đấy, với điều kiện loại 1 thì các bạn cần nhớ cho cô cái gì, ghi nhanh, vừa nghe cô nói vừa ghi. Điều kiện loại 1 các bạn ghi đấy là điều kiện ở hiện tại. Mang nghĩa gì? Tương lai, nhớ chưa? Ghi đi. Đấy. Là điều kiện ở hiện tại, các bạn nhớ cho cô ở chữ ở hiện tại. Là điều kiện ở hiện tại nhưng mang nghĩa gì? Tương lai. Hoặc mang tính chất khuyên, khuyên nhủ. Nếu là bạn thì mình sẽ học chăm hơn, đúng không? Đúng nghĩa là mang tính chất khuyên nhủ, nhắc nhở. Đấy. Nếu mình là bạn mình sẽ chăm học hơn thì đấy là mang tính chất khuyên nhủ, nhắc nhở. Tức là nó là điều kiện để mang tính chất là tôi khuyên nhủ, tôi nhắc nhở bạn thôi. Đấy, bạn ghi đi điều kiện loại 1. Ghi nhanh nhá, không có cái gì để mà chậm chạp ở đây cả, thời gian có hạn. Quý hơn vàng chứ không phải như vàng. Được chưa? Công thức này, các chỉ ghi đúng cho cô này, chủ ngữ. Bên cạnh chủ ngữ bên này dùng chủ ngữ các bạn, đương nhiên nó có hai mệnh đề thì mới nó câu điều kiện nếu thì mà, đúng không? Câu điều kiện là câu có hai mệnh đề. Nếu cái này thì nếu con chăm học thì con sẽ được điểm 10, đúng không? Thì đương nhiên câu điều kiện là chỉ một điều kiện. Điều kiện con được điểm 10 là phải gì? Chăm học. Như vậy có hai mệnh đề, một mệnh đề là gì? Nếu con chăm học thì con sẽ được điểm 10. Thế hai mệnh đề này chính là hai gì? Hai câu đơn ghép lại với nhau bằng liên từ gì? If. Đúng không? Như vậy đây các bạn sẽ có vế chủ ngữ có hai vế. Vế thứ nhất thì các bạn sẽ chia hiện tại đơn, các bạn chỉ nhớ cái này thôi. Chủ ngữ hiện tại đơn là một vế. Vế còn lại sẽ là chủ ngữ cộng gì? Will thì nó mới là sẽ. Đúng không? Thế là xong. Đấy, như vậy ở đây điều kiện loại 1 các bạn chỉ cần nhớ cho cô công thức này. Đấy, cô lấy ví dụ example. Đúng không? Thế khi mà mình nói là gì? Nếu mà con học chăm thì con sẽ được điểm 10, hoặc con sẽ đỗ vượt qua kỳ thi, thì có nghĩa một là gì? Đã đỗ chưa? Chưa đỗ, nhưng mang tính chất là ở hiện tại, và thực tế là mang nghĩa ở tương lai, có nghĩa là mình có học chăm hôm nay, ngày mai, ngày kia thì gì? Cái khả năng mình đỗ sẽ cao, đúng không? Thế bây giờ mình chia. Thế quên chỗ này, các bạn sẽ có vế if đi, các bạn ghi này cho cô dễ, vế if. Vế if là vế điều kiện, đúng không? Thì cái vế if là các bạn chia hiện tại. Vế còn lại thì sẽ là will v không. Thế bây giờ cô mới lấy ví dụ ra để các bạn hình dung ra cách làm này. Ghi nhanh nhá. If, đúng không? Chủ ngữ là gì? You, nếu bạn, đúng không? Study, nếu bạn learn, if you study hard. Đấy, là học chăm chỉ. Đúng không? Hard này là vừa là trạng từ vừa là tính từ, cho nên là hard đứng sau study mang nghĩa là gì? Trạng từ, comma, đặc biệt. Đúng không? Nếu mệnh đề if đứng trước thì còn có dấu phẩy, mệnh đề if đứng sau thì không cần dấu phẩy. Đúng không? If you study hard, you
Will, đấy, sau will động từ V không, vượt qua kỳ thi là pass gì? The exam. Nghe quen không? Rất quen. Như vậy ở đây với if cận gạch chân cho cô từ study. Đấy. Thế có phải ở đây cô đã chia từ study là gì? V không rồi, đúng không? Và đây cận lấy gạch chân cho cô từ if. Có phải là từ if mà cô đang cần là câu điều kiện không? Nếu mà giả định để mà tôi vượt qua kỳ thi là tôi phải có điều kiện là chăm chăm học, đúng không? Thì if này gạch chân từ study ghi là V, V0. Đấy, còn will, sau will thì tôi mới lấy là gì? Gạch chân từ pass cũng là V0. Như vậy các bạn nhìn xem có đúng công thức cô vừa cho không? Đúng không? Thế từ đây các bạn mới cách viết để học công thức này. Cầm bút vào, liên tục ghi vào. If chủ ngữ đưa xuống là gì? You, đúng không? Thì đây if chính là chủ ngữ đấy. À, you chính là chủ ngữ và study chính là động từ V0, phẩy một cái. Thì bên kia chủ ngữ là you và will, pass có phải V0 không? Thế so sánh hai công thức này với công thức cô vừa cho có đúng giống nhau không? Chuẩn chưa? Đúng không nhỉ? Các bạn có hiểu không nào? Đúng không? If you study hard, you will pass exam. Viết như này các bạn có hiểu công thức không nhỉ? À, gạch vào bài đi và viết sát vào tại công thức gạch trên này của cô thì nó khó thẳng bài nhưng trong vở các bạn phải viết thẳng xuống nhá. U là chủ ngữ gạch chân study ghi là về V0. À, bên này U cũng là gạch chân là SC đi, will cộng với lại pass là V, V0. À, Xuân Khả à, cái gì nhỉ? Xuân Bách ơi, tập trung vào đi. Đừng để. Được chưa? Nhân tiếp cô lấy ví dụ thế đây có phải là một gì? Câu này mang tính chất là gì? Vừa là khuyên nhủ vừa nhắc nhở và cũng sự thật ở hiện tương lai. Nếu đúng là gì? Bạn chăm học thì bạn sẽ gì? Đỗ, đúng không? Đấy, một là điều kiện ở hiện tại mang nghĩa tương lai. Hoặc các bạn sẽ nói là nếu trời mưa thì mình sẽ, thì đây là cái câu này thì mang tính chất là gì? Khuyên nhủ nhiều hơn, đúng không? Ý là chăm học đấy, là tính chất khuyên nhủ, nhắc nhở là à nên chăm chỉ đi để mà đỗ. Thế câu này thì cô sẽ lấy thêm để ví dụ hình dung cho cái điều kiện hiện tại mang nghĩa tương lai. Nếu trời mưa thì tôi sẽ ở nhà. Nhưng trời thực tế trời đã mưa chưa? Chưa mưa, tôi chỉ giả định thôi. If, đúng không? If gì? To be là is, rainy là trời sẽ gì? À, trời sẽ mưa. Đúng không? Mưa chưa? Chưa mưa. Nhưng tôi dự đoán thế. Nếu mà thực tế trong tương lai trời mưa, à, I will gì? Will, chúng mình sẽ ở nhà. Will stay at home. Thì đây chính là gì? À, cô lấy ví dụ cho một gì? À, câu điều kiện ở hiện tại. Đúng không? Nhưng mang nghĩa gì? Tương lai. Thực tế là đã ở nhà chưa? Chưa. Đã nghỉ học chưa? Chưa. Nhưng nếu trời mưa thì mình mới nghỉ học cơ, thì mình mới ở nhà cơ. Đúng không? Đó. Ví dụ cô Duyên thông báo là nếu trời mưa thì các bạn ở nhà. Thì có nghĩa là gì? Chỉ điều kiện. Điều kiện ở nhà là gì? Là phải mưa mới được ở nhà. Chứ còn không ở nhà, không có điều kiện ít thì làm sao? Thì không được ở nhà thì vẫn đi học bình thường. Thì đấy được gọi là câu điều kiện. Là để cho một kết quả thì phải có một điều kiện. Đấy chưa? Đấy, will V0 cận gạch chân đi. Làm tương tự như trên, stay là V0. Đấy, if cũng là V0 đây. Đấy, thì cái câu này cô lấy ví dụ cho điều kiện ở hiện tại mang nghĩa tương lai. Rồi, bây giờ các bạn ghi tiếp cho cô nốt, lấy bút highlight vàng vào. Nốt 1. Lưu ý. Lưu ý. Được chưa? Đấy, lưu ý này. If not thì bằng gì? Unless. À, cái này liên quan bài. Đấy, để giảng được một câu đấy cũng phải giảng cả cả như này. If not là bằng unless thì có nghĩa là trừ khi. Đấy. Thế bây giờ if not cơ, tức là cái vế if mà nó có not thì các bạn sẽ thay được bằng unless. Cô lấy ví dụ này, cái này phải tập trung nhá. If you don't study hard, tức là gì, mẹ lại nhắc nhở nếu mà con không học bài chăm chỉ, đúng không? Comma, you won't. Đấy, thì con sẽ không thi đỗ, đúng không? Gia Bảo tập trung này, you won't pass the last exam, the final exam. Nếu mà con không học bài chăm chỉ thì con không thể cái đỗ được trong cái bài kỳ thi cuối kỳ đâu. Nhưng thực tế câu này là bạn ấy đang đi thi chưa? Chưa, nhưng mẹ mới chỉ là gì? Răn đe thôi, đúng không? Mang tính chất là răn đe, khuyên nhủ, đúng không? À là phải chăm học đi. Bây giờ các bạn gạch chân cho cô từ if. Đây chính là câu gì đây? Câu điều kiện. Gạch chân cho cô từ don't study, người ta vẫn là chia ở dạng V gì thôi. V0 nhưng nó là phủ định, đúng không? Và bên này chính là gì? Won't pass là gì? Will V0 đấy, nhưng nó ở nghĩa phủ định thôi. Thế bây giờ cô lại cho gì? If not thì bằng gì?
unless rồi, mang nghĩa là trừ khi. Thế giờ con chỉ việc thay vào thôi, thì bạn sẽ có câu như nào? Các bạn đổi if not. Các bạn lưu ý này, nhiều bạn đến đây thì không biết đổi if not như thế nào cả, đúng không? Các nhìn lên bảng, if not thì có nghĩa là if và đây là có not. Thế khi các bạn bỏ not thì các bạn có nghĩa là các bạn bỏ don't, đúng không? Thì các bạn sẽ thay if bằng từ gì? Unless. Như vậy unless xong rồi đến chủ ngữ cộng bỏ cái don't này đi thì có nghĩa là mất not, có hiểu không? Giống y như khi các bạn chia động từ thì người ta bảo là not study, thì nếu mà chủ ngữ là I thì gọi là I don't study, nếu chủ ngữ là she doesn't study, đúng không? Thế ở đây là if not thì bằng unless, thì các bạn thay if bằng unless thì các bạn sẽ bỏ gì? Bỏ don't đi là xong. Như vậy các bạn sẽ có câu là gì? Unless you study hard, đúng không? Trừ khi bạn học chăm, còn lại thì bạn sẽ không thể vượt qua kỳ thi. Hay nói ngược lại là gì? Con sẽ không thể vượt qua kỳ thi đâu, trừ khi con học chăm. Cứ học chăm là cách duy nhất để bạn vượt vượt qua kỳ thi, đúng không? Giống như là cô bảo là cô sẽ không cho các em về sớm trừ khi các em phải làm đúng hết bài tập, hiểu không? Thế có nghĩa là gì? Chỉ khi đúng hết bài tập cô mới cho các em về đúng giờ, đúng không? Có phải cách cô Duyên hay nói không? Cô sẽ không cho ai về đúng giờ trừ khi làm bài đúng, hiểu không? Có nghĩa là nếu không làm bài đúng thì không ai được về đúng giờ, chuẩn chưa? Có hiểu không nhỉ? Đấy, cho nên là gì, cách của các bạn dịch nếu mà có unless nha, cô khuyên các bạn, các bạn không nên dịch xuôi. Nếu như các bạn dịch là trừ khi học chăm bạn sẽ không đỗ kỳ thi thì đương nhiên nghe nó hơi ngược, đúng không, khó hiểu. Nhưng khi các bạn dịch ngược lại là bạn sẽ không đỗ kỳ thi đâu trừ khi phải học chăm thì các bạn hiểu được, hiểu không? Có nghĩa là gì? Không thể là đỗ được, bạn chỉ tất cả là bạn sẽ không đỗ được trừ khi có một cách duy nhất để bạn đỗ là gì? Phải học gì? Học chăm, hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ viết lại câu này bằng dạng unless. Đây chính là dạng đáp án của cái bài mà cô đang cho các bạn in ra đấy. Unless và còn don't không? Còn don't không? Cô vừa nói cả lớp trả lời to ra cho cô, còn don't không? Không. Unless thì phải là thay if not thì chỉ còn if thôi. Thay not đi. Nhớ cho tập trung nha. Như vậy các bạn sẽ viết bút đỏ unless ở bên dưới. Cái gì cô viết bút đỏ thì viết này. Nhớ chưa? Là unless cả viết bút đỏ. Và các bạn chép lại đi, tự viết đi. Đừng nhìn cô từng chữ một, cô ghét nhất là nhìn cô từng chữ một sau khi cô đã giảng rất kỹ. Tự viết nào, unless gì, you, nghe cô đọc thôi, chữ ở trên trên đầu mình rồi, có đề rồi. Unless you study hard, chỗ này có cần dấu phẩy không? Có nhá. Khi liên từ đứng đằng trước, bao giờ các bạn cần dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề chính. Unless you study hard, còn lại chép nguyên câu này, đúng không? Bạn sẽ không thể thi đỗ. Bạn hiểu ý câu này chưa? Như vậy là gì? Chúng ta sẽ ngược ngược. Bạn sẽ không thể vượt qua kỳ thi đâu, trừ khi phải học chăm. Chuẩn không? Thì có nghĩa là bạn không thể. Bạn nếu bạn không học chăm thì bạn sẽ không đỗ kỳ thi. Hai câu này có nghĩa gì? Như nhau. Đấy, nghĩa như nhau. Nhớ nhá. Bây giờ tương tự cô cho câu if not nữa này. Bây giờ câu này các bạn tự viết cho cô. Câu thứ hai, if you don't if you don't go to the cinema with me, nếu bạn không đi xem phim cùng mình cạch mặt bạn luôn, đúng không? I will not thì là I won't, đúng không? I won't thì I won't see you again, tớ đích chơi với bạn nữa nếu bạn không đi xem phim cùng tớ, đúng không? À, thế bạn tự viết câu này bằng if not. Thế trong đề thi người ta sẽ cho các bạn à, đấy, người ta cho mở đầu là bằng unless giống y như cô Duyên đã cho đấy, đề thi đấy, unless đây. Ờ, thì các bạn phải thay unless bằng gì? Thay if đi. À, thay thay unless và if nhưng còn don't không? Không. Như vậy là gì? Mình sẽ không chơi với bạn đâu trừ khi bạn phải đi xem phim với mình. Đúng không? Đấy. Cô viết đi. Ghi cho cô lưu ý nốt 2. Để trước khi các bạn biết cách viết lại khi nào các bạn dùng dấu phẩy và khi nào không. Đấy, cô đã dạy thì dạy rất kỹ nên các bạn là yên tâm học một lần thì các bạn sẽ cẩn thận thì sẽ ăn điểm mà đừng có học vớ vẩn là được. Mệnh đề phụ là mệnh đề gì? Chứa. Đúng rồi, liên từ. Nhưng đố các bạn thế nào là liên từ? Thế thế nào là liên từ? À, liên từ là những cái từ để nối liền giữa hai câu đơn. Không không, liên từ là từ. Đấy, ghi vào là từ nối hai câu đơn thành gì? Câu ghép. Đúng không? Ví dụ các bạn có hai câu đơn thì người ta sẽ cách hai câu đơn thành dấu chấm. Bỏ dấu chấm đi thì người ta có phải thay bằng nhau liên từ. Ví dụ liên từ của các bạn là mặc dù trời mưa cô ấy vẫn đi học, thì nếu như các bạn không có từ mặc dù, các bạn chỉ ghi là trời mưa chấm một cái cô ấy đi học, đúng không? Thì nó không có sự kết nối. Muốn ghép hai câu này thành một câu không có dấu chấm ở giữa thì người ta bắt buộc phải có một gì? Liên từ.
thì được gọi là, thì hai cái, thì khi có câu liên từ này người ta mới tạo thành một câu gì, câu ghép, đúng không? Thì tạo thành câu ghép, thế thì là từ nối hai câu đơn thành một câu ghép. Thế thì bây giờ liên từ chính là gì đây? Là những từ ví dụ although là mặc dù, cạn ghi nghĩa mà nha, đúng không? Even though cũng là mặc dù. Ba cái câu này cô cho là nghĩa tương đương nhau. Though cũng thế, cũng là mặc gì? Mặc dù. Được chưa? Đấy, các bạn còn có từ gì nữa nhỉ? Phẩy một cái, còn be gì? Before là trước khi, after là gì? Sau khi, as soon as là gì? À, cũng là ngay khi. Ví dụ ngay khi anh ấy về nhà thì tôi sẽ tặng anh quà. As soon as she came home, I will give him a gift as soon as. Đấy, as long as, miễn là, có cái bài trong tiếng Anh là as long as you love me ấy, miễn là anh yêu em, đúng không? As long as, vân vân. Thì đây được gọi liên từ, bởi vì nó làm sao đây? Nối hai câu đơn thành một câu, câu ghép, nhớ nhá. Có cái từ nối hai câu đơn thành một câu ghép thì được gọi là, đó, thì ta gọi thành là câu ghép. Nhớ nhá, liên từ. Thế vậy liên từ ghi màu đỏ ra đây để các bạn nhớ một vài cái liên từ. Đấy, although, even, though, though. Thực ra các bạn còn có từ however các bạn hay dùng nữa, đúng không? Là tuy gì? Tuy nhiên. Bạn nào chưa biết nghĩa từ nào thì tự ghi cái từ đấy vào. Đấy, although, tất cả các loại though thì đều là gì? Mặc dù. However là tuy nhiên. Before là trước khi. After là sau khi. As soon as là ngay khi. Nhớ chưa? Ghi tiếng Việt vào đi nếu chưa biết từ nào đó. As long as là miễn là. Hiểu không? Thế thì bây giờ cô lấy ví dụ này. À, ví dụ cái liên từ này. Thế thì bây giờ là các bạn ghi tiếp này. Mệnh đề phụ. Đấy. Các bạn ghi xuống đây cho cô sau phần liên từ. Như vậy cô khẳng định cô nói cho bạn nguyên tắc thế nào là liên từ rồi. Hiểu liên từ là gì chưa? Rồi bây giờ sang mệnh đề phụ này. Mệnh đề phụ là mệnh đề gì? Chứa liên từ. Thế còn suy ra có mệnh đề phụ thì phải có mệnh đề chính. Đúng không? Mệnh đề chính là mệnh đề còn lại trong câu. Đúng không? Thì trong câu nó bao giờ có mệnh đề phụ, mệnh đề chính thì ngoài mệnh đề phụ ra thì nó là mệnh đề chính. Dễ chưa? Dễ nha. Mệnh đề chính là mệnh đề còn lại. Đấy, các bạn lần đầu tiên viết tắt thì các bạn ghi hẳn là mệnh đề chính đi, để từ ngày sau các bạn viết tắt các bạn sẽ hiểu. Là chỉ cần khởi thì không cần viết lại nữa. Mệnh đề chính là mệnh đề còn lại. Thế cô cho câu này. Mặc dù trời cô bị ốm cô vẫn đi gì? Đi học. Là gì? Although. Viết nhanh lên. Rồi ôi cô chép thôi mà còn chưa xong. Nó toàn tiếng Việt chứ có tiếng Anh đâu. Vừa nghe vừa chép bài đi. À, các bạn lấy ví dụ. Example. Although. Mặc dù. Đúng không? She was sick. Cô đã ốm rồi. Nhưng mà cô vẫn hôm qua vẫn đến trường. Đúng không? She went gì? To school. Đấy. Đây là đã đến trường chưa? Rồi đã bị ốm chưa? Bị ốm rồi. Như vậy các bạn gạch trên cho cô từ although. Although là đóng vai trò là gì đây? Liên từ để nối giữa hai câu đơn. Câu đơn nào? Một là câu đơn she was sick, có chủ ngữ là she và to be là sick đấy, đúng chưa? Là một câu. Câu mệnh đề thứ hai là gì? She went to school. Như vậy đây câu này có mấy mệnh đề? Hai mệnh đề. Như vậy xác định cho cô đâu là mệnh đề phụ? Đúng rồi. Mệnh đề cứ chứa liên từ là mệnh đề phụ. Đức, đâu là mệnh đề phụ? Đúng rồi. Là mệnh đề chứa liên từ. Thế đâu là mệnh đề chứa liên từ trong hai câu này? Although she was sick. Tại sao? Bởi vì nó chứa liên từ là although lên cả cái mệnh đề này. Nhớ nhá. Mệnh đề cái liên từ này bao giờ đứng đầu cái câu mà nó mệnh đề đấy, đúng không? Thì cái mệnh đề mà chứa cái liên từ đứng đầu câu thì được gọi là mệnh đề phụ. Long nào. Đâu là mệnh đề phụ trong câu này? Mệnh đề phụ là although à? Mệnh đề là cả một câu cơ mà. Câu thì nó phải có chủ vị chứ. Thế còn although được gọi là gì đây? Although được gọi là gì hả Long? Thế đọc đi không hiểu cái gì à? Vừa xong bạn nói em còn đang nói chuyện đây này. Thế mệnh đề phụ là mệnh đề gì? Thế đâu? Thế liên từ đâu? Liên từ là although, thế mệnh đề phụ đâu? Thế thôi, thế có phải không hiểu không? Phải nhìn lên bảng nghe cô giảng lời nghe chưa? Không phải cúi xuống mà chép đâu. Có từng nào học sinh tại sao cô không nhìn thấy? Đừng có cúi xuống, cúi xuống là không hiểu gì đâu. Thế mệnh đề còn lại là mệnh đề gì Long? Nào Long đọc lên nào, liên từ là gì? Ví dụ những liên từ như nào? Tiếp đi. Even though, though, however, before, after, as soon as long as. Mệnh đề phụ là mệnh đề chứa gì ở cả lớp? Rồi mệnh đề còn lại là mệnh đề gì? Thế xong câu although she was sick,
She went to school. Đâu là mệnh đề phụ? Bởi vì nó có chứa liên từ although. Mệnh đề nào là mệnh đề chính? Bởi vì đó là mệnh đề còn. Còn lại, rõ chưa? Ghi vào, gạch chân cho câu này vào. Gạch chân vào và ghi cho cô là mệnh đề phụ, viết tắt thôi. Gạch chân cho cô, she went to school, ghi là mệnh đề chính, viết tắt giống như cô đã viết ở trên cho các bạn. Bạn có hiểu không nhỉ? Thấy thế mà không có hiểu thì cơ mà không bằng cái củ cải, đúng không? Mệnh đề phụ, đúng không? Giỏi, dễ, rất là logic như thế mà không hiểu nữa thì quá là không bằng cái củ cải. Mệnh đề phụ, mệnh đề chính, được chưa? Rồi tiếp. Thế bây giờ khi có mệnh đề phụ, mệnh đề chính thì cô lại tiếp tục cho các bạn này này. Đấy, ví dụ như trong câu này này, if, đúng không? Dâu, à đấy cô lại lấy nốt. Đấy, đang nốt dở đây là gì? Đấy, hai liên từ nốt hai rồi. Đấy, tiếp tục này, các bạn ghi tiếp này. Đấy, khi mệnh đề phụ đứng gì? Đứng đầu câu. Phụ đứng đầu câu thì cần có gì? Có dấu gì? Đúng rồi, cần có dấu phẩy. Đấy, dấu phẩy là như này. Đấy, để làm sao? Nghe cô nói và viết đi thôi Long. Khi mệnh đề phụ đứng đầu câu thì cần có dấu phẩy để ngăn với mệnh đề gì? Mệnh đề chính. Đấy, ngược lại. Ngược lại là khi nào? À, là khi mệnh đề phụ đứng sau mệnh đề chính. Ngược lại khi mệnh đề phụ, ghi đi, vừa nghe vừa chép bài cho cô đi. Ghi mệnh đề phụ đứng sau mệnh đề chính thì không cần có dấu phẩy, nhớ chưa? Cái này quan trọng lắm. Viết thì viết nhanh thôi. Đấy, thì không cần có dấu phẩy. Nhớ chưa? Đấy, viết thì dài thôi, nhưng mà thực ra nó lại chả có cái gì mấy, đúng không? Một là gì? Các bạn đọc cho cô, mệnh đề phụ đứng đầu. Thì có gì? Có dấu phẩy, nhớ chưa? Để ngăn cách với mệnh đề chính. Thế còn ngược lại khi mệnh đề phụ đứng sau mệnh đề chính thì sao? Thì có cần không? Không cần nha, không cần dấu phẩy, hiểu không? Có hiểu không nhỉ? Rồi, không hiểu thì không bằng cái củ cải, đúng chưa? Rồi. Thế bây giờ khi nhá, cũng là câu này, các bạn nhìn xem. Đấy, vẫn là cái câu này nhưng cô chỉ ngược lại thôi. Cô lại ngược lại, cô cho cái từ she went to school, cô vẫn đi học mặc dù cô bị ốm, đúng không? Thì lúc này em có cần dấu phẩy nữa không? À đúng rồi, mà lại vẫn có although bình thường, nhớ chưa? Although she gì? She was sick, nghĩa có thay đổi không? Không, chả khác gì nhau cả, đúng không? Thế còn suy ra từ câu trên đi, viết như này. Đấy, suy ra, đúng không? Như vậy vẫn là although ở giữa, nhưng lúc này gì? Although đứng sau mệnh đề chính thì chỗ này làm sao? Không cần dấu phẩy, đúng không? Thì con ghi đi. Đấy, đây là trường hợp gì đây? Đấy, không cần dấu phẩy đấy. Although đứng sau, đúng không? Thì đây là mệnh đề phụ đứng sau rồi. Đứng sau thì có cần dấu phẩy không? Đấy, thì suy ra làm sao? Không cần dấu phẩy. Phân tích kỹ như thế. Diệu Linh có hiểu không? À. Thế nhưng mà đến đây thì mình có xác định đâu là mệnh đề chính, mệnh đề phụ không? Vẫn có mệnh đề chính, mệnh đề phụ hay là không có mệnh đề chính, mệnh đề phụ nữa rồi? Có chứ, bởi vì nó vẫn tồn tại ở gì? Although. Thế với ở câu này thì đâu là mệnh đề phụ nào? Đúng rồi, Diệu Linh, đâu là mệnh đề phụ trong câu này? Although she was sick, tại sao? Bởi vì nó có từ gì? Liên từ although đứng đầu. Mệnh đề chính là mệnh đề gì? She went to school, bởi vì nó là mệnh đề còn lại. Nhớ chưa? Nhớ cho cô, mệnh đề phụ là mệnh đề gì? Chứa liên từ, mệnh đề chính là mệnh đề còn lại. Khi mệnh đề phụ đứng đầu thì mới cần có dấu dấu phẩy. Mệnh đề chính thì đứng mà khi mà mệnh đề phụ đứng sau mệnh đề chính thì không cần dấu phẩy. Thế bây giờ quay lại cái bài cô cho là bài chứa if. If nó cũng là liên từ. Thế ví dụ cô cho if đứng đầu với câu này. If ví dụ thứ hai này. Các bạn xong cái phần chép kia chưa? Rồi ví dụ hai. If dâu mặc dù đây, ví dụ cô cho câu này, if the gì, whether đấy is fine, đấy giả định thôi, nếu thời tiết đẹp, I will, mình sẽ đi bơi đấy, go swimming, đi bơi chưa,
Chưa đi, mới chỉ giả định là thời tiết đẹp mình mới đi thôi. Đúng chưa? Thế bây giờ mình gạch chân từ if là bôi đỏ từ if à, thế if thì mình nhìn thấy là câu điều kiện rồi. Thì vế điều kiện nó là gạch chân to be là y thì có phải đây là hiện tại đơn không? Đúng không? Thế vế còn lại có phải là will cộng v gì? V0, thấy V0 chưa? Rồi, gạch chân từ will ghi xuống là go. Con kiểu cách gạch chân nếu nhỉ? Gạch chân từ if, gạch chân từ y ghi lên trên hiện tại đơn. Thế vế còn lại theo đúng công thức là chủ ngữ cộng will V0 chưa? Hả? Chủ ngữ là gì? Là ai? Will V0 là gì? Go. Như vậy đây chính là câu điều kiện mấy rồi? Điều kiện 1 mà chúng ta đang học, được chưa? Thế khi điều kiện 1 này đứng đầu, if đứng đầu thì nó có phải liên từ không? Có, if cũng là liên từ trong câu để nối hai câu đơn. Trong này có mấy câu đơn? Hai câu đơn. Thế đâu là mệnh đề phụ? Mà như cô vừa dạy thì đâu là mệnh đề phụ? Đúng rồi, là mệnh đề if the weather is fine. Và mệnh đề chính là gì? Mình sẽ đi bơi nhưng với điều kiện là gì? Thời tiết phải đẹp. Thế khi mệnh đề phụ này đứng đầu thì tôi có dấu gì? Dấu phẩy. Thế giờ các bạn chỉ cần đổi lên cho cô. Với I will go swimming thì có điều gì xảy ra? Đưa mệnh đề chính lên đầu đi. Đưa đi, tự đưa đi. Đúng rồi, thì chỉ viết lại y nguyên và không cần có dấu phẩy. I will go stream gì? Đấy, cho nên khi mà các bạn viết nghĩa không đổi nhưng mà các bạn chỉ cần đổi vế một cái là các bạn đã phải thay đổi rồi. Khi đưa I will go swimming lên đầu thì có cần dấu phẩy nữa không Diệu Linh? Đúng rồi. Tại vì lúc này mệnh đề phụ đã đứng sau mệnh đề chính thì không cần có dấu phẩy. If the weather is fine, nhớ nhá. Thì chỗ này còn dấu phẩy không? Không. Đấy là câu minh chứng tiếp cho cái ví dụ là không có dấu phẩy khi mệnh đề phụ đứng sau. Rồi bây giờ quay lại cái câu mà cô vừa cho các bạn viết lại câu đi. Để các bạn hiểu là cái câu này này, cô cho ví dụ thứ example này, các bạn viết lại. Tại vì cô cho if đằng sau mà, đúng không? Đấy, thì chỗ này cô viết if đằng sau có cần dấu phẩy nữa không? Không nhá. Thấy không? Thấy ví dụ thứ ba chưa? Chép tiếp vào đi. Nhớ nhá, tí lắm mình lên cô kiểm tra có thấy dấu phẩy loạn lên đường trách. Nhưng mà còn câu if này này thì lại có dấu phẩy, các bạn thấy không? If đứng đầu thì cô lại có dấu gì đây? Dấu phẩy. Những if đứng sau đây thì có cần dấu phẩy nữa không? Không. Đấy, chi ly tiểu tiết như vậy cơ mà, các bạn thấy không? Đâu phải đơn giản. Thế con viết lại đi. Bây giờ cô đang cho viết lại ở dạng ăn gì đây? Unless. Đấy, cô mở đầu bằng từ unless. Thôi viết đi. Không mang vở, cô chấm. Cô xem có hiểu bài không? Đây là con câu nào như vậy? Unless ở đây các bạn sẽ thay bằng if gì? If not, mà đây là con don't với không thì bỏ don't đi thôi. Thì các bạn thành gì? Và bỏ don't thì giữ nguyên gì? Thay unless thành if thôi, bởi vì nó bằng if not mà đúng không? If bây giờ bỏ đi bạn thay vào chỗ vị trí của if là từ unless và bạn viết nguyên lại câu này gì? Unless gì đọc to nào? You gì? Go to the cinema. Thế thôi mà cứ không dám viết. Viết làm sao mà không dám viết nhỉ? Comma ai gì? Giữ nguyên vế đằng sau. Mình chỉ biến đổi cái vế có mệnh đề phụ là vế chứa gì liên từ thôi, if unless này nọ thôi, còn vế đằng sau đương nhiên mình giữ nguyên vì chả liên quan, đúng không? Người ta chỉ viết lại ở cái vế có mệnh đề đầu thôi. I want gì? See you. Ok, như vậy mình sẽ dịch lại là cô nhắc các bạn rồi. Nếu có unless còn mình dịch ngược từ dưới lên thì nó sẽ xuôi câu, các bạn sẽ nói thế nào? Mình sẽ không gặp bạn trừ khi bạn gì đi chơi với mình, đúng không? Hiểu không? Câu thứ hai, câu này lại có gì? Phủ định là gì đây? Isn't fine thì khi mà nó biến về câu khẳng định thì nó mới thành unless rồi. Thì phủ định thì bỏ đi thì mình có bỏ được chữ y đi không? Không, thì nó phải còn y chứ. Vì phủ định của to be là isn't, còn khẳng định của nó vẫn phải là to be cộng tính từ chứ, đúng không? Sao bạn này gần như bạn này mất cả isn't đi thế? Thì còn gì là câu? Tự nhiên là the weather fine, làm gì có cái câu nào là the weather fine? Thì nó thành được câu chưa? Chưa. The weather mà không có y thì sao mà thành được câu? Câu thì nó phải có to be thì nó mới nối liền cái từ fine là tính từ được chứ, đúng không? Đọc nào, unless the gì? Is fine. Bạn nào mà mất y thì phải xem lại đi nhá. Là làm như vậy là không hiểu một cái gì luôn. Thấy bên trên là cô mất don đi, bên trên là cô mất don này đi, thế là tự nhiên isn't là mất luôn isn't, nên nó chả hiểu bài. Chỉ làm theo như một cái máy này, hiểu không? Unless the weather is fine, comma phải. Làm sao? Câu này tại sao có phải? Bởi vì unless là đứng gì? Đứng đầu. Cũng là câu này mà bạn cho unless đứng sau thì có cần dấu phẩy nữa không? Không, nhớ nhá. Viết chữ tử tế rõ ràng vào. Unless the weather is fine, I will cancel. Đúng rồi, cancel the trip. Tức là các bạn mở cái đề cô cho ra. Và bạn nào chưa có đề thì viết nó thành example luôn. Để viết tiếp vào vở các bạn nhé, không cần phải viết xem như cô đâu. Các bạn đọc cái câu trong vở người ta cho là, trong đề người ta cho là gì?
Đề bài sau là gì đọc to lên? If I gì? Đúng rồi, am not có phải là phủ định không? Có phải if not không? If I'm not be gì? Có sang là sao nữa? Thế có phải dấu dấu phẩy không? Đọc rõ lên, comma, thế mới mình mới quên được. Ai gì? I will do gì? Some gì? Tại sao đây người ta dùng từ do được? Bởi vì sau do mới là một cái danh từ khác là họ mới đi gì? Mua sắm, nhớ chưa? Chứ còn some shopping không thì có phải động từ không? Không, nó chỉ là một cụm danh từ thôi. Như vậy là gì? Nếu như mình không bận thì mình sẽ đi some shopping. Nhưng mà điều kiện để mình đi shopping phải là gì? Không bận. Và người ta cho câu mở đầu của các bạn có phải bắt đầu unless như cô Duyên không? Các bạn làm được đề này chưa? Rồi làm đi xong mang lên nộp nhanh. Tự tin vào mà làm. Không sẽ ghi nốt 3 lưu ý thứ ba mà nhiều bạn cũng mắc phải khi biến đổi câu. Cái này là chỉ học sinh chuyên người ta đã lưu ý cực kỳ mạnh. Đấy, bởi vì khi mà các bạn rất nhiều khi dịch loạn đây là con thay đổi cả hai vế là nguy hiểm. Khi biến đổi câu chỉ biến đổi gì? Mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ là mệnh đề chứa gì? Chứa liên từ, nhớ nhá. Đấy, là mệnh đề chứa thì chứa liên từ. Cô ghi lại để các bạn nhớ là chứa liên từ. Còn mệnh đề chính thì làm sao? Giữ gì? Nguyên. Nhớ nhá, câu này phải thuộc để đời. 80 tuổi thì răng móng có thể nhớ. Mai cô Duyên đã hỏi, đã quên thì để con tranh. Như vậy chỉ biến đổi gì? Mệnh đề phụ. Bôi vàng vào, bôi đỏ vào. Nhớ đi học phải mang đầy đủ nhá anh Khang nhá. Buổi sau mà anh còn không mang đi ra được gấp đấy. Nốt 3 lưu ý vào. Dạy chính như thế chứ còn dạy đến đâu nữa. Đúng chưa? Đấy, như vậy ở bên trên tôi sẽ giữ nguyên gì? Mệnh đề sau là I will do some shopping đúng không? Unless I'm busy. Có nghĩa là mình sẽ gì? Mình sẽ đi mua sắm trừ khi mình bận. Có nghĩa là mình mà bận thì mình không đi nữa. Hiểu không? Rồi xong. Được chưa? Ô mấy giờ rồi? Các bạn học từ 7 giờ nhỉ? Đấy, đã sắp hết rồi này. Đã sắp hết giờ rồi đấy. Hôm nay học chương trình sâu này nhanh lắm. Sao nhiều bạn buồn ngủ thế? À, cô nói các bạn là thứ 7 thì con phải ngủ trưa ở nhà đấy nhá. Đến học cô Duyên là phải tập trung vào. Ví dụ bạn Khánh hay kìa, hôm nay trông có phải buồn ngủ này. Chắc không ngủ trưa ở nhà đúng không? À, thi à? Sao tôi chả thấy bạn Minh Cô nhà cô học hành gì vậy? Ôn cho các bạn một là câu điều kiện được chưa? Hai là câu gì? Học ở đâu thì học môn nào thì tập trung vào môn đấy. Chứ không cuối cùng là học tiếng Anh thì nghĩ khoa học tự nhiên. Nếu khoa học tự nhiên thì nghĩ tiếng Anh. Nên là học đâu để tập trung đấy thì mới có kiến thức. Con ghi ra cho cô là gì? Cấu trúc gì đây? Với chu và gì? Ghi vào đi để làm được cái biến đổi câu 50 mấy đây? 58 ở trong đấy thì con phải nhớ được cấu trúc với gì? Chu. Các bạn còn cảm quan gì về hai cái này của cô không? Một cái là gì? Quá. Thì có nghĩa là không nên làm. Còn một cái là gì? Đủ. Cô có lấy ví dụ là nước quá nóng để uống thì có nghĩa nên uống không? Không. Còn nước đủ nóng để uống thì cô uống được không? Được. Đúng không? Bây giờ cô ghi cấu trúc một với cấu trúc chu. Chủ ngữ cộng đã ghép chu thì là quá cái gì thì nó là quá nóng, quá lạnh, quá nghèo, quá khổ, quá hạnh phúc. Quá hạnh phúc đến lúc cười ra nước mắt cũng khổ, đúng không? Nhiều bạn mà nhiều người hạnh phúc quá cười nhiều quá cũng tim đập loạn lên, đúng không? Thì cũng không được. Vừa quá mặn cũng không được, quá ngọt không nên ăn, đúng không? Thế bây giờ cấu trúc với chu còn là gì? Thì đây chính là cấu trúc của tính từ. Sau chu bạn chỉ dùng một tí thôi, tính từ thôi. Chủ ngữ thì cộng với là gì? To be đã, đúng không? Tại vì sau to be mới là chu. Chu này thì tức là đến chu adjective là tính từ đóng mở ngoặc có cho ai thì là for somebody. Đấy, và to gì? Về không? Quá cái gì? Quá nóng, quá lạnh cho ai là for somebody đấy, để làm gì? Nhớ chưa? Đấy, nhưng quá cho ai để làm gì? Ghi nhanh. Tôi thấy cô chú là quen chưa? Cô dạy chưa? Đấy, người ta phải đề thi chuyên nên đây là đề thi chuyên nên chứ không phải là cô dạy. Cô dạy cái gì là trong đề thi người ta rất hay cho đề thi chuyên toàn tổ chức trọng điểm đó. Thế bây giờ cô nói, cô lại nhắc lại cho các bạn ví dụ. Nước quá nóng để uống thì cô uống được không? Không. It is gì? So too hot. Too là quá, nhớ nhá. Too hot. Nhớ là tính từ thì đứng sau too hot for me to drink. Thì có nghĩa là nước này tôi có uống được không? Quá nóng để cho tôi uống mà tôi uống nữa thì có mà rộp lưỡi, đúng không? Thì có nghĩa là gì? Nước quá nóng để uống, tôi nghĩ là còn uống được không? Đấy, cái câu này rất hay là bởi vì trong câu nó có phủ định không? Không, nhưng mà nghĩa là gì? Nghĩa phủ định là không uống được. À, hôm nay cô thấy bạn Xuân Bách là buồn ngủ lắm nhé, Xuân Bách nhé, xem lại ở nhà không ngủ chơi điện tử như nào mà đến lớp buồn ngủ lắm.
hiểu không? À, các bạn ghi cấu trúc này vào với it is to adjective, tự gạch chân nào, viết xuống bên dưới là to gạch chân cho cô từ hot, ghi lên trên adjective tính từ đi. Đấy, xong rồi ghi trên bên trên đầu là for me đi. Như vậy các bạn gạch chân cho cô từ to. Đấy, to hot và cho cô là gì? Đấy, đây là cấu trúc to do và to drink. To hot for me to drink. Ghi cẩn thận vào. Chưa? Nước quá nóng để uống, it is too hot for me to drink. Thì là có nghĩa là có gì không uống được không? À, không uống được, cho nên chỗ này nếu khi gặp các chữ chu các cứ dịch câu này thành câu phủ định là nước gì? Nước nóng tôi không uống được. Đúng không? Đúng không? Nhưng mặc dù cái câu chúc này rất hay là vì con nhìn có thể nhìn thấy phủ định ở câu không? Không, nhưng nó lại mang nghĩa phủ định. Nhưng còn nếu như các bạn cứ dịch là gì? Nước quá nóng để uống thì nhiều khi lại khó. Nước quá nóng để uống thì thực ra có nghĩa là tôi không uống được vì nước gì? Nước nóng quá. Đúng không? Dịch thuần Việt là như thế. Thế bây giờ người ta sẽ hay viết lại với cấu trúc đối diện là một cấu trúc là ngược với lại quá thì có nghĩa là gì? Đủ thì vẫn là gì? Chủ ngữ cộng to be. Nhưng lúc này nếu inat thì phải tính từ đứng trước inat, adjective cộng với lại gì? Inat, nước đủ nóng cho ai? For somebody to be không? À, thì ngược với cái kia thì là đủ. Đủ thì có nghĩa là à dùng được cho ai để làm gì? Chưa? Vàng vào. Đấy. Bây giờ tương tự với cấu trúc kia mà cô không muốn là quá nóng với cô pha là nó đủ đủ được thì con sẽ nói thế nào? Nước đủ nóng này uống thì nói thế nào? It is, viết là y như câu chia thay bằng inat thì sẽ nào? Đúng cấu trúc sẽ nào? Chủ ngữ là gì? It to be là gì? Viết 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 nhìn vào đây, nhìn vào cô viết đi. It to be là gì? Is. Sau y sẽ là tính từ là gì? Nóng là gì? Hot và gì? Inat. Như vậy các bạn là nhận biết ra tính từ thì đứng sau gì? Sau to be. Nhưng mà đứng trước thì inat. Hai cái vị trí đứng ngược nhau nhé. Cho nhiều bài người ta tìm lỗi sai thì người ta cho ngược. Ví dụ như là đáng nghĩa là hot inat thì người ta là inat hot thì có đúng không? Không đúng. Đấy, inat phải đứng sau hot. Nhớ nha. Tính từ lúc này đứng trước inat. Cho lên hot đứng trước inat. Inat for gì? For me to drink. Lúc này nước này gì? Nóng đủ để tôi uống. Như vậy là gì? Nước đủ nóng. Đủ nóng. Để uống thì mang nghĩa gì? Uống được. Mà ngoài ra là uống được. Về tất cả cái gì cô dạy phải bỏ thời gian lên đọc đến 3 lần và nghe chưa Diệu Linh? Mấy Kim Anh, nhớ chưa? Đọc kỹ bài vào mới ngấm vào mang ra đi thi cho đúng cái này mà người thi lại rất nhiều lần đấy nhá. Chắc chắn bạn nào học trên trường cái này khi thì đề kiểm tra con câu này vào. Đấy, các bạn gạch chân từ inap đi. Chỗ này to drink. Và đây là cấu trúc của tính từ với to hay không. Và nó có to và inat, nhớ chưa? Rồi, bây giờ tương tự cô sẽ lấy tại sao người ta hay dùng cho hai cấu trúc này để viết lại. Một cái là gì? Đủ. Và một cái là không thì thường sẽ viết lại ngược nhau. Ví dụ như là bạn này không đủ tuổi để gì? Lấy chồng. Không đủ tuổi có nghĩa là gì? Là quá trẻ. Quá trẻ có nghĩa là gì? Không đủ. Có nghĩa là khẳng định của cái này thì sẽ là phủ định của cái kia, đúng không? Cứ bạn này nhá, cô bảo là bạn này quá thấp để với được cái bóng đèn kia, đúng không? Quá thấp thì có nghĩa là không đủ gì, không đủ cao, hiểu không? Rồi bây giờ các bạn sẽ áp dụng bài viết lại câu này, áp dụng bài gì, viết lại câu với gì, với từ chu và inat, viết nhanh viết nhanh. Đấy, cô cho example ví dụ 1. Câu 1 cô có từ là gì? She, cô ấy quá trẻ để lấy chồng. Chu chang. Tu gì? À, cái này không cần có for, for là lúc mà cần có vì khi cô ấy cũng là người trẻ và cũng là chính là cái người lấy chồng thì người ta có cần for somebody nữa không? Không. Đúng không? Chứ không phải là bật thứ ba nữa. Cô ấy quá trẻ tu gì? Get married. Đúng không? Cô ấy trẻ để lấy chồng thì đây vẫn là cấu trúc thì chu. Đúng không? Sau chu là tính từ và đi mới có là tu hay không đây. Là tu ghét, đặt chân đi để mà nhận diện ra cấu trúc. Nhưng nó chỉ có for xong đi thì cũng cô đóng mở ngoặc rồi đúng không? Có cho ai thì nói mà không có thì thôi. Bây giờ viết lại bằng cấu trúc inat, bạn viết đi. Too cold.
Nhớ nhá, to thì đứng trước tính từ, nghiêm nát thì đứng sau. To call for you, tức